hai bàn tay của mình. Thì tôi xin và trong số bạn chúng ta thì vừa rồi cái Hà Công Trí ảnh đã về đây một năm vừa rồi, 40 năm mình mới về. Năm vừa rồi cái tổ chức cái hợp bạn mà chúng ta cái đối diện đó thì anh biết thế nào tôi cũng về. Do đó anh có điện thoại anh nói anh ơi bây giờ tôi về không được, tôi xin gửi lời thân chúc sức khỏe các thầy thân các bạn và anh cùng chia sẻ cái niềm vui. Mẹ tôi có lên video cho anh trực tiếp xem đó, thì anh có gửi cho tôi cái check, anh nên cho mình gửi số tiền nhỏ tôi là 100 đô để hỗ trợ cho lớp trong cái ngày hợp bằng này. Và anh Nguyễn Hồng Nhân thì anh cũng không phải được anh ở Mỹ á, do anh cũng thấy như nơi mày gửi cho ta 500 đồng để coi như là hỗ trợ cho lớp, thì tôi có mang về và sau đây tôi sẽ xin gửi lại cho thủ quỹ của lớp. Và tôi có một cái trong ngày hợp nhất chúng ta như thế này. Nhưng thật ra mà nói cái quỹ thời gian chúng ta còn lâu ở đâu thì nghĩ là giữa lớp 10 năm là có lẽ 5 năm sau thì các thầy cũng đã hết dự chúng ta được rồi, và chúng ta có thể cũng không còn đi được nữa. Bởi thế cái thời gian còn lại với những cái ngày gặp gỡ như thế này, thân thương như thế này thì làm sao chúng ta quên được. Tôi thực hành nói tôi rất là tôi chung nguyện trong lòng nếu sức khỏe còn cho phép, dĩ nhiên là tôi vẫn đang ở có lẽ vài năm nữa bây giờ thì có thể cố gắng rất là vui hơn. Và những ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng gặp bạn các bạn. Thank you.
Ông lấy